Miu Lê bị chê không đủ trình làm ca sĩ, Duy Mạnh nhận xét thế này. Duy Mạnh chẳng ngại phải giữ hình ảnh hay ồn ào, anh thường xuyên chia sẻ quan điểm của mình về những câu chuyện liên quan đến showbiz Việt. Vừa qua trên sóng truyền hình, vừa phát sóng một chương trình âm nhạc mà các đội thi là các ca sĩ và các nhà sản xuất nổi tiếng. Trong đó Miu Lê và Only C là một đội thi đấu cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Miu Lê đã thể hiện ca khúc Yêu là Tha Thu do chính Only C sáng tác tại vòng thi đầu tiên. Sau phần thi này, cô nàng tiếp tục bị chê là không đủ trình độ để được gọi là ca sĩ. Khi ấy, nhạc sĩ Dương Cầm bất ngờ nhận xét, với những bài hát tầm thường và giọng hát không đạt được mức độ cơ bản, thì tôi không xem Miu Lê là ca sĩ. Miu Lê không đủ trình độ để được coi là ca sĩ. Tôi xem Miu Lê là diễn viên, chứ không xem cô ấy là ca sĩ. Mới đây, khi có một khán giả hỏi Duy Mạnh về sự việc gây tranh cãi này, thì nam ca sĩ đã chẳng ngần ngại chia sẻ quan điểm của mình. Theo đó, anh khẳng định, đàn ông có tài thực sự, họ thường ít chê phụ nữ. Nhiều khán giả đồng tình và ủng hộ lời bộc bạch của giọng ca Kiếp Đỏ Đen. Duy Mạnh lên tiếng về sự việc của Miu Lê và nhạc sĩ Dương Cầm. Duy Mạnh cho rằng, cứ ai được mời đi hát và được trả tiền thì đó là ca sĩ. Đồng thời, những người có năng lực thực sự sẽ đi trên một chặng đường dài và được nhắc đến với hai từ nghệ sĩ. Nam ca sĩ cũng thẳng thắn cho biết, anh chẳng thích ai gọi mình với danh nghĩa ca sĩ, nhạc sĩ. Bởi lẽ theo anh thì những tên gọi này khá phù phiếm, thay vào đó hãy gọi Duy Mạnh là thợ nhạc. Từ trước đến nay, Duy Mạnh luôn là người có những phát ngôn sốc và anh cũng rất thường xuyên lên tiếng về sự việc gây xôn xao dư luận. Dù là nghệ sĩ khá nổi tiếng, nhưng Duy Mạnh chẳng cường giữ hình ảnh hay sợ mất lòng một ai. Anh vẫn làm những gì mà mình muốn, mà không cần sợ ánh nhìn của người khác dành cho mình. Nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi chính là bà nội. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi rồi dàn dựng nên vụ bắt cóc dạ chính là người bà nội. Tối ngày 28 tháng 11, trao đổi cùng chúng tôi, một cán bộ thuộc Công an Thanh Hóa cho biết, nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân, 66 tuổi trú tại Thái Bình, bà nội cháu bé. Không hề có vụ bắt cóc nào hết, tất cả đều do bà Xuân thuật lại và tự dàn dựng. Qua quá trình đã xác định bà Xuân là nghi can sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, hiện tại cơ quan điều tra chỉ thông tin hai nội dung chính thức. Thứ nhất, không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra. Thứ hai, nghi phạm sát hại cháu bé đã xác định là bà Phạm Thị Xuân, tức bà nội cháu bé, vị cán bộ công an Thanh Hóa này tiết lộ. Trước đó, theo bà Phạm Thị Xuân, sinh năm 1952, là mẹ đẻ của anh Lê Hữu Thuận, sinh năm 1980, trú tại khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vào 18:40, ngày 25 tháng 11, bà Xuân đang bế cháu nhỏ 20 ngày tuổi là con anh Thuận, thì bị hai kẻ lạ mặt cướp đi. Theo trình báo của những người trong gia đình, bà Xuân đã bị hai kẻ lạ mặt điều khiển xe gắn máy, dừng trước cửa nhà rồi chạy vào cướp đi con gái anh Thuận, một trong hai đối tượng, trên đã dí dao vào cổ và đẩy bà Xuân té ngửa ra nhà. Bà Xuân la hét hàng xóm thì hai đối tượng bế theo cháu bé bỏ chạy. Hai ngày sau đó, thi thể bé gái được phát hiện tại một bãi rác của thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khiến dư luận phẫn nộ. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đến 13 giờ chiều ngày 27 tháng 11, thi thể cháu bé được cơ quan công an đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, đồng thời cho vợ chồng anh Lê Hữu Thuận, 37 tuổi và chị Lê Thị Thanh Huyền, 38 tuổi, trú khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, là người bị mất con đến nhận dạng. Vợ chồng anh Thuận đau đớn xác nhận, thi thể bé gái tìm thấy trong bãi rác chính là cháu Lê Minh Anh, con gái mới ra đời của họ, tính đến nay là 22 ngày tuổi. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng sự vào cuộc của Bộ Công an, lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định được đối tượng tình nghi. Bà nội cháu bé ở Thái Bình, chứ cũng không sống chung với vợ chồng anh chị này đâu. Bà mới vào chăm cháu được mấy hôm, bà đi xem bói, thì con mụ thầy bói nói là nếu bé mà sống thì bà sẽ chết. Bà về bóp chết cháu, rồi gói ghém dưới gầm giường, tạo hiện trường giả, tự cào trớt tay chân rồi lăn ngất ở trước nhà. Người dân đi qua la hét đi tìm cháu bé, thì bà bảo có đôi vợ chồng vào bắt cóc trong lúc tất cả mọi người đi tìm cháu. Thì bà cho bé vào bì buộc lại và ném vào thùng rác gần đó. Đến khi rác được mang đi cách khu vực 10 cây, xe rác chuẩn bị cán đến bì cháu bé thì bị trục trặc nên dừng lại.
Đến lúc bà đồng nát đi qua thấy bì, liền mở ra để thu nhặt ve chai. Nào ngờ đâu cháu bé nằm trong đáy và gọi điện luôn cho công an. Khi công an đến, họ phát hiện trên bao bì lại có đúng tên của anh con trai và số điện thoại của anh trên bao bì. Vì đó là chính là bì hàng người ta gửi đến cho con trai bà, nhưng bà không biết và vô tình để lại chứng cứ. Một status của Facebook kể lại tương tự câu chuyện này. Trấn Thành đưa ba người phụ nữ quan trọng của Harry Won đi du lịch. Những hình ảnh Trấn Thành thân thiết bên gia đình vợ được Harry Won chia sẻ lên trang cá nhân khiến nhiều người hâm mộ thích thú xen lẫn ghen tị. Mới đây, trên trang cá nhân, Harry Won chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc của hai vợ chồng bên cạnh họ hàng trong chuyến đi du lịch. Cả hai vợ chồng vui vẻ khi đi chơi cùng người thân, trong đó có cả mẹ và em gái của Harry Won. Vợ chồng Trấn Thành Harry Won vui vẻ đi du lịch cùng gia đình. Được biết Trấn Thành là một trong những chàng rể tâm lý khi được lòng gia đình vợ. Harry Won vui vẻ chụp hình cùng em gái và mẹ ruột. Luôn nổi tiếng là một cô gái tài sắc vẹn toàn, Harry Won là một trong những nữ nghệ sĩ được chú ý trong showbiz Việt. Chính vì vậy, đời tư cá nhân của cô nàng cũng rất được săm soi. Không những vậy, cô em gái xinh đẹp cũng được mọi người quan tâm. Chân dung ba chị em nhà Harry, người được công chúng biết đến nhiều nhất tên là Rodia Yu. Một số nguồn tin chia sẻ rằng Rodia Yu sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng mẹ, anh trai và Harry. Hiện tại Rodia Yu hiện đang là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Không tham gia nghệ thuật như chị, Rodia Yu tập trung vào việc học và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại một vài sự kiện cùng chị. Vốn luôn kín kẽ trong chuyện đời tư và gia đình, đây là một trong số ít lần người hâm mộ có dịp trông thấy em gái Harry Won. Ở nhà, Harry Won cũng rất thân thiết với hai cô em gái của ông xã Trấn Thành. Trước đó, hai vợ chồng khoe hình ảnh bên cạnh họ hàng trong chuyến đi Hàn Quốc. Cả hai vợ chồng vui vẻ khi đi ăn nhà hàng cùng người thân, trong đó có cả mẹ và bà ngoại của Harry Won. Chân dung và cuộc sống của nghệ sĩ hài mà Hoài Linh phải gọi hai tiếng đại ca. Là một nghệ sĩ hài đa tài, được Hoài Linh nể trọng, nhưng suốt nhiều năm qua, Vũ Thanh vẫn phải ở nhà thuê. Vũ Thanh nổi tiếng là nghệ sĩ đa năng trên sân khấu Sài Gòn, khi anh có thể hát cải lương, ảo thuật, diễn kịch, hài, viết hàng trăm kịch bản dàn dựng tiểu phẩm cho các game show và live show của nhiều nghệ sĩ. Tính đến nay, nghệ sĩ Vũ Thanh đã có 40 năm gắn bó với nghệ thuật, gần nửa cuộc đời sống chết với sân khấu. Bởi vậy, không có gì lạ khi có mối quan hệ thân thiết và hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Chí Linh, Trang Mỹ Dung, Thẩm Thúy Hằng, Hoài Linh và Cát Phượng. Nghệ sĩ chia sẻ, có lẽ tôi đa năng khi trên sân khấu, giờ viết kịch bản và dàn dựng đều không qua trường lớp, nên Hoài Linh nể tôi. Cậu ấy thường gọi tôi là đại ca, đây là nghệ sĩ hiếm hoi trong làng hài, được Hoài Linh kính nể. Vũ Thanh cũng là người đàn anh đi trước, được các thế hệ nghệ sĩ trẻ nể trọng. Được biết năm 2016, Vũ Thanh có đêm diễn riêng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Bèo, Cát Phượng, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Thu Trang, Tiến Luật và Anh Đức. Tuy nhiên, ít người biết rằng, những năm qua, nghệ sĩ hài Vũ Thanh vẫn phải ở nhà thuê, đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Cách xê thời kỳ hân thịnh nhất của Vũ Thanh là 200.000 đồng, xô lại không đều đặn, nên vợ chồng nghệ sĩ phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Hơn nữa, anh nuôi 4-5 người cháu trong họ khi chúng bị ba mẹ bỏ rơi hoặc tai nạn qua đời. Dù có hoàn cảnh như vậy, nhưng Vũ Thanh quyết không vay nợ hay nhờ vả những người nghệ sĩ thân thiết. Giờ đây anh vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, hài lòng với cuộc sống hiện tại. Điều anh mơ ước chỉ là căn nhà riêng để không phải lo trả tiền hàng tháng. Vũ Thanh có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Dù cuộc sống khó khăn nhưng Vũ Thanh vẫn rất vui vẻ và lạc quan. Nghệ sĩ Vũ Thanh vẫn miệt mài đi diễn và góp mặt trong một số game show. Harry Won, tôi vẫn vào toilet khóc, Trấn Thành cũng không biết đâu. Harry Won khẳng định, dù buồn, cô cũng khóc một mình chứ chưa bao giờ để ông xã Trấn Thành nhìn thấy. Mới đây, Harry Won đã có buổi phỏng vấn cho một trang tin điện tử về dự án điện ảnh mới ra mắt.
Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ nhiều câu chuyện đời tư chưa từng tiết lộ trước công chúng. Cụ thể khi được hỏi che giấu nỗi buồn bằng cách nào, Harry Won thẳng thắn cho biết: "Tôi không biết tại sao, nhưng tôi đến giờ vẫn có thói quen khóc trong toilet. Nếu có chuyện muốn khóc, tôi sẽ vào toilet đóng cửa một mình, không để ai biết, ngay cả anh Thành cũng chưa thấy tôi khóc." Harry Won giải thích thêm: "Khi buồn, tôi sẽ chỉ ăn và ngủ thôi, hai điều đó khiến tôi quên hết buồn. Nhưng bây giờ vì phải ăn kiêng nên tôi chỉ còn ngủ mỗi khi buồn được thôi, ngủ thật lâu để không phải suy nghĩ thêm nữa." Dù kết hôn gần một năm nhưng chưa khi nào Harry Won để Trấn Thành thấy cô khóc. Có thể nói trong làng giải trí Việt, Harry Won là một trong những nữ nghệ sĩ gặp phải nhiều ồn ào thị phi. Đặc biệt từ khi kết thúc mối tình 9 năm với Tiến Đạt và công khai yêu Trấn Thành, Harry Won càng bị khán giả chỉ trích dữ dội. Ông xã của cô, nam danh hài Trấn Thành, từng cho biết bác sĩ Hàn Quốc đã chứng nhận cô mắc chứng trầm cảm. Thời điểm công khai chuyện tình cảm với anh, cô ấy và cả tôi đều cũng đã nghĩ đến chuyện tự tử vài lần vì áp lực dư luận. Tôi từng chứng kiến Harry co giật và đưa Harry nhập viện vài lần, tôi sợ lắm. Tôi không muốn mất đi một người yêu và có thể sẽ là vợ, Trấn Thành nói. Cho đến hiện tại, khi cả hai đã kết hôn được gần một năm nhưng vẫn còn khá nhiều ý kiến trái chiều dành cho cặp đôi. Không những thế, lượng anti-fan mà Harry Won nhận về từ sau biến cố tình cảm cũng tăng đột biến. Tuy nhiên, sau mọi áp lực dư luận, Harry Won vẫn chứng minh rằng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Trấn Thành cùng các dự án nghệ thuật được đầu tư kỹ lưỡng. Harry Won cho biết sau nhiều áp lực dư luận bị chỉ trích, cô đã đánh mất đi tính cách vô tư trước đây. Dù có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với Trấn Thành, nhưng Harry Won ít khi để ông xã tham gia vào các dự án cá nhân của cô. Jibu bật khóc vì áp lực, cứ mở mắt ra là có người chửi mình. Jibu bật khóc khi chia sẻ về những ngày đối mặt với chỉ trích của khán giả khi trở thành ca sĩ. Thời gian vừa qua, việc Jibu lấn sân sang ca hát vẫn liên tiếp gây tranh cãi không chỉ với khán giả, mà ngay cả các ca sĩ trong làng nhạc Việt. Sau Hương Tràm, hàng loạt các nghệ sĩ khác như Thu Minh, Uyên Linh cũng không hài lòng với việc đàn em trở thành ca sĩ. Chiều ngày 19 tháng 11, Văn Mai Hương, Quốc Thiên tiếp tục có dòng trạng thái lên trang cá nhân với nội dung chê bai khả năng hát live của một nghệ sĩ. Dù chẳng chỉ đích danh ai, nhưng khán giả đã nhanh chóng nhận ra người mà họ muốn nhắc đến chính là Jibu. Đồng thời, ca sĩ Minh Quân cũng đăng tải dòng trạng thái với nội dung sẽ kiến nghị lên cục nghệ thuật biểu diễn để thanh lọc lại ca sĩ. Cụ thể anh viết, báo động, chắc là đã đến lúc cục nghệ thuật biểu diễn cần phải thanh lọc và cấp lại thẻ hành nghề cho những người cầm mic hát trên sân khấu, kiếm tiền với danh xưng ca sĩ. Mới đây, trong buổi fan meeting, Jibu đã có những chia sẻ thẳng thắn về những tháng ngày đối mặt với lùm xùm không hay. Những ngày đầu, khi mà nhận những ý kiến trái chiều, bản thân mình cũng không suy nghĩ gì nhiều vì mình biết mình phải cố gắng hơn nữa. Nhưng khi mà thấy fan của mình cũng phải khóc khi nghe những lời chỉ trích của mọi người, bản thân chi lúc ấy không thể kìm được nước mắt, không thể mạnh mẽ, không thể gồng được nữa, mỗi sáng thức dậy, cứ mở mắt ra là có người chửi mình, thấy toàn áp lực, tiêu cực xung quanh mình. Đây cũng là lần đầu tiên chi cảm thấy trong lòng trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo hay mình nên làm như thế nào, gần như là tự kỷ. Sau hai ngày như vậy, chi đã suy nghĩ nhiều và bắt đầu nghĩ tới chuyện 3 năm trước, vì lý do gì mình bắt đầu đam mê, bước chân đến phòng tập thanh nhạc. Và 3 năm qua đã đổ biết bao mồ hôi cho việc tập luyện, chỉ vì một tháng bị mọi người chửi mà mình bỏ hết à. Jibu bật khóc khi chia sẻ. Đứng trước nhiều luồng ý kiến khác nhau, Jibu vẫn giữ im lặng thực hiện ước mơ của mình. Vào tối 26 tháng 11, Jibu lại tiếp tục cho ra mắt sản phẩm mới mang tên Em sai rồi, anh xin lỗi em đi, giữa lùm xùm của đông đảo mọi người.